Kính thưa tất cả quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi thứ 3 trong đêm ngày hôm nay, đó là Liên Quân 1. Như tất cả quý vị cũng biết thì Liên Quân 1 bao gồm là AB Bank cụm Bắc Ninh, cụm Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thái Bình, cũng như là khối bán hàng và dịch vụ, khối ngân hàng số và khối kế toán. Đọc như vậy thôi là chúng ta cũng thấy là đây có vẻ là một liên quân rất là khó khăn trong việc quy tụ các thành viên và tập luyện. Tuy nhiên là trong thời gian vừa qua thì họ cũng đã rất cố gắng sắp xếp thời gian để cùng nhau tập luyện để làm sao mang đến đêm diễn ngày hôm nay một phần trình diễn thật độc đáo. Chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với phần trình diễn có tên Trên Công Trường Rộn Tiếng Ca, và hãy cùng chào đón các thành viên của Liên Quân 1. Nắng mưa vẫn bền, chỉ gió sương vẫn vừng lòng. Tình yêu đang rẽ sóng đi tô khắp non sông. Nhớ ghi mãi lời bạn, trái tim vẫn hồng tươi. Đó là phần thể hiện của Liên Quân 1, cặp đôi song ca với tiết mục
trên công trường rộn tiếng ca, một giọng hát rất là tuyệt vời ạ. Và bây giờ thì tất cả chúng ta đã cùng hồi hộp khoác vai nhau để cùng lắng nghe kết quả mà ban giám khảo đánh giá cho tiết mục của Liên Quân 1 ạ. Xin mời. Điểm dành cho Liên Quân 1 như sau. 8,5 và 9 điểm. Xin được chúc mừng Liên Quân 1. Dạ vâng ạ. Đã hoàn thành xong phần dự thi của mình. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả các anh chị của Liên Quân 1 đã hoàn thành xong phần dự thi của mình. Bây giờ chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm và trở lại khu vực hậu trường của mình được rồi ạ. Xin chúc mừng. Dạ vâng ạ. Liên Quân 1 xin gửi lời trân trọng cảm ơn đến ban giám khảo cũng như là ban tổ chức và toàn thể quý vị có mặt trong khán phòng ạ. Xin được chúc mừng và cảm ơn Liên Quân 1.